Xin chào quý vị, con rất vui vì được gặp lại bà con trong chương trình khởi nghiệp. Chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay sẽ là một chương trình khởi nghiệp đặc biệt. Chúng tôi sẽ không đến với các nông hộ mà sẽ dành thời lượng để nói về một chuyên gia, một trong những người đã có những đóng góp quan trọng trong sự thành công của chương trình khởi nghiệp trong hơn 6 năm qua. Vâng, không ai khác đó chính là chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, người đang xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin kính chào bà con. Vâng, thưa chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, thì sau hơn 6 năm đồng hành cùng với chương trình khởi nghiệp thì điều gì khiến chuyên gia cảm thấy ấn tượng nhất ạ? Có rất nhiều niềm vui và cũng có rất nhiều ấn tượng đối với bà con nông dân. Cái lớn nhất đó là chúng tôi đã giúp được cho nhiều bà con khởi nghiệp thành công và đạt được những kết quả rất là tốt. Cái điều thứ hai rất quan trọng là cùng với bà con chúng tôi đã tạo ra được một số những cái sản phẩm mà hiện nay đang tiếp cận với thị trường khá là tốt. Một điều rất mừng là hiện nay trong số hơn 40 thì hộ nông dân mà chúng tôi đã từng giúp đỡ thì có khoảng hơn chục anh em đã trở thành những doanh nghiệp vừa và nhỏ và hiện nay đang trên những cái bước đường phát triển rất là tốt. Có nghĩa rằng là những cái kết quả của chúng tôi đồng hành với bà con thì nó được khẳng định một cách rất là cụ thể. Và sau hơn 6 năm đồng hành cùng chương trình thì rất nhiều những nông hộ được chương trình đồng hành đã có cái số tiền lãi lên tới 100 triệu đồng trên năm. Cá biệt thì có những cái nông hộ thu tiền tỷ. Và không chỉ thế, họ còn lao động sáng tạo và trở thành những nhà khoa học nông dân. Và nói đến đây thì chuyên gia có hình dung ra là tôi đang nhắc đến nông hộ nào không ạ? Thì chắc là bạn Bùi Đông Giang ở Hòa Bình đúng không? Vâng, đó chính là anh Bùi Đông Giang. Và ngay bây giờ hãy cùng xem anh Giang và chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã đang làm gì trong cái thời gian vừa qua. Sau 4 năm khởi nghiệp, nắm được những kiến thức cơ bản trong chăn nuôi gà lạc thủy sinh sản, anh Bùi Đông Giang đã sở hữu cho mình một trang trại chăn nuôi với quy mô hơn 5.000 con gà mái mỗi lứa. Từng bước xây dựng thương hiệu và trở thành một trong những cơ sở cung cấp gà giống lớn tại địa phương. Sau một thời gian chăn nuôi và nghiên cứu thị trường, anh Giang nhận thấy gà lạc thủy còn một số hạn chế cần khắc phục. Như bà con nông dân là phản ánh rằng là cái chất lượng và cái thịt lườn của con gà này là nó bị hơi ít, đặc biệt là con gà trống mà nuôi vào mùa hè ở khu vực miền Bắc ấy thì là gần như nó rất là gầy và nó không có thịt. Dự án nghiên cứu và lai tạo giống gà lạc thủy thế hệ 2 được khởi động từ tháng 7 năm 2018. Dưới sự ủng hộ tích cực của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, chỉ sau 2 năm, đàn gà lạc thủy thế hệ 2 đầu tiên được ra đời với tỷ lệ đồng nhất về màu lông lên tới 80%. Điều đặc biệt là sau khi nuôi khảo nghiệm tại các nông hộ, chúng đã phát huy được thế mạnh của ưu thế lai. Ta nhìn thấy cái màu lông của con này thì đúng là nó cũng có hơi khác đi một chút nhưng mà không khác nhiều lắm, đúng không? Cái da trên của nó vẫn vàng này. Nhưng mà tôi thích nhất là cái lườn gà rất là đầy, chứ nó không mỏng lườn như là con gà lạc thủy một. Bên cạnh việc khắc phục những hạn chế về mặt thân thịt so với gà thuần, gà lạc thủy thế hệ 2 còn có tốc độ phát triển tương đối nhanh, khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, ít mắc dịch bệnh, gà ăn nhiều và trưởng thành nhanh hơn. Vâng, là một phóng viên đã từng đồng hành cùng anh Giang từ những ngày đầu khởi nghiệp và cũng đã được chuyên gia Sơn chia sẻ về cái ý tưởng làm cái con gà lạc thủy thế hệ 2 từ rất là sớm. Thế nhưng đến thời điểm này tôi vẫn cảm thấy khá là bất ngờ với những cái kết quả từ những cái lứa gà lạc thủy đầu tiên được ra đời. Thực sự ra mà nói thì cũng không ai dám nói trước, nhưng mà dự đoán thì được khoảng 50-60%. Nhưng mà trong quá trình làm thì hiện nay thì kết quả nó cũng được khoảng độ 70-80%. Cái đấy là ngoài cái sự mong đợi. May mắn của chúng tôi gặp được hai việc. Đó là cái bộ gen của gà lạc thủy hiện nay nó vẫn còn rất là thuần. Thứ hai đấy, tức là cái cơ sở sản xuất của gia đình anh Giang thì nó cũng có một cái hệ thống chuồng trại rất là tốt. Và nó có nhiều cái ô chuồng chúng tôi có thể là thực hiện làm những cái thí nghiệm mà nó không ảnh hưởng đến cái sản xuất. Và cái thứ ba đấy, tức là cái sự nhiệt tình của nông dân. Thế còn về mặt kiến thức thì chúng tôi có đủ những cái năng lực để chúng tôi làm. Công trình nghiên cứu của chuyên gia đã thực hiện với anh Giang ấy, thì sẽ có những cái bước tiếp tục nghiên cứu như thế nào? Về mặt đánh giá chủ quan ấy thì
chúng tôi nghĩ tức là con gà Lạc Thủy cải tiến này thì nó sẽ rất là tốt, bởi vì rằng vừa rồi chúng tôi đã đưa thử lên trên lồng nuôi thì cái con gà này nó đã chấp nhận ở trên lồng và nó có cái khả năng sản xuất rất là tốt, nó khác hẳn với lại con gốc là đưa lên trên lồng không nuôi được. Đó là cái ưu thế đối với cái con gà cải tiến là khả năng sinh sản của nó sẽ cao và nó sẽ chấp nhận ở một cái phương thức nuôi công nghiệp. Phải làm tiếp thêm một số các cái công việc về trợ giúp kỹ thuật cũng như là tư vấn và thậm chí kể cả quảng bá sản phẩm nữa thì em có thể làm được. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái công việc phải làm trong thời gian tới để hoàn thiện hơn cái giống gà Lạc Thủy thế hệ 2. Tuy nhiên với cái sự đồng hành của chuyên gia Sơn cùng với chương trình khởi nghiệp thì chắc chắn rằng trong thời gian tới thì cái mô hình của anh Giang sẽ có những cái bước phát triển mới. Vâng. Vâng, bên cạnh cái giống gà Lạc Thủy thế hệ 2 thì chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cũng là người đầu tiên ở Việt Nam đưa cái giống gà Lương Phượng, một cái giống gà nổi tiếng ở Trung Quốc, về nuôi khảo nghiệm tại Việt Nam. Vâng, trong chương trình khởi nghiệp thì chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cũng đã lựa chọn một số nông hộ để chăn nuôi giống gà này. Thế nhưng việc chăn nuôi giống gà Lương Phượng ở Việt Nam lại không hề dễ dàng. Cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tháng 1 năm 2018, lứa gà đầu tiên của nông hộ Nguyễn Quang Huy bước vào giai đoạn hậu bị. Đàn gà 9 tuần tuổi đã vượt quá trọng lượng quy định. Cái quá lớn này nó phản ánh cái kết quả nuôi dưỡng của anh Huy là chưa đạt yêu cầu. Bởi vì một cái nguyên tắc của cái nuôi gà hậu bị là nó phải lớn một cách từ từ. Thời điểm đó, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã tiến hành điều chỉnh lại khẩu phần ăn cho đàn gà. Đến tháng 3 năm 2018, trọng lượng gà của gia đình nhà anh Huy đã được điều chỉnh đúng theo quy trình. Thế nhưng, đến tháng 4 năm 2018, sự cố một lần nữa lại xảy ra. Khi đó, đàn gà đã 21 tuần tuổi. Anh Huy chuyển gà lên lồng, lúc này gà bắt đầu bước vào giai đoạn khai thác trứng và tiếp tục quá cân. Về độ chuẩn thì cũng chỉ được 85%. Hơi vượt. Hệ quả để lại là gà đẻ sớm hơn từ 1-2% so với quy trình. Việc gà đẻ sớm đồng nghĩa với việc cơ quan sinh sản của gà chưa hoàn thiện, từ đó ảnh hưởng đến năng suất chất lượng trứng sau này. Trong những lứa nuôi tiếp theo, khi đã có kinh nghiệm, anh Huy đã điều chỉnh trọng lượng gà tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn cần phải có sự theo dõi và điều chỉnh sát sao từ phía chuyên gia. Cái mấu chốt đối với con gà Lương Phượng, anh phải kiểm soát khối lượng cơ thể hàng tuần. Tức là phải bằng cái cân thực tế. Cân ở đây là phải cân tổng thể, sau đó rồi từ tổng thể tính ra khối lượng trung bình. Và từ khối lượng trung bình của một con, anh mới áp vào cái khối lượng chuẩn mà chúng tôi đã ghi ở các cái quy trình. Nếu mà gà béo thì cho ăn giảm, mà nếu như gà gầy thì phải cho ăn tăng. Đấy. Và đồng thời với lại trong quá trình nuôi như vậy thì phải quan sát hàng ngày xem cái tiến trình sinh trưởng của con gà cũng như khả năng phát triển con gà để anh có những cái biện pháp hợp lý để anh đưa vào. Đấy, cho nên nó vừa dễ nhưng nó vừa khó cho đấy. Dễ tức là đã có quy trình kèm theo, nhưng cái khó là phải cảm nhận được cái sự sinh trưởng cũng như phát triển con gà để có những cái điều chỉnh kịp thời. Trong phóng sự vừa rồi thì có đề cập đến cái việc nghiên cứu và lai tạo cái giống gà này. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái kế hoạch mà chuyên gia định hướng cho các nông hộ khởi nghiệp của chúng ta không ạ? Mong muốn của chúng tôi là đều tạo ra được những cái sản phẩm khác biệt của các nông hộ khởi nghiệp. Vì nếu anh không tạo ra được cái sản phẩm khác biệt thì anh sẽ không có thị trường. Nếu khác biệt rồi nhưng mà không có tính hấp dẫn thì sẽ không tạo ra được thị trường. Ví dụ như là đối với gia đình anh Huy thì để tạo ra được sản phẩm khác biệt thì chúng tôi đang hướng đến cái việc sử dụng con gà trọi chân vàng lai với con gà Lương Phượng. Thế còn các hộ khác người ta dùng con gà trọi có cả chân trắng có cả chân vàng thì nó tạo ra cái sản phẩm không hấp dẫn lắm. Nhưng mà nếu gà trọi của anh Huy mà có gà trọi chân vàng thì chắc chắn sẽ hấp dẫn. Còn đối với gia đình anh Kiều thì hiện nay thì anh ấy đang sử dụng con gà Đông Tảo. Thì chúng tôi cũng đang tập trung giúp đỡ anh Kiều để định dạng lại cái tổ hợp lai Đông Tảo Lương Phượng cho nó tốt hơn. Cụ thể ở đây tức là cái Đông Tảo thì nó có hai cái dòng mà nó có hai cái kiểu màu lông khác nhau. Là màu lông màu xám đá và màu lông màu đỏ mận. Thì tôi đang cố gắng tập trung trao đổi với anh Kiều là nên lựa chọn những cái
đông cả màu lông đỏ mận thì sau này tạo ra con gà nó sẽ có cái con gà con của nó có cái màu lông đẹp. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những cái kết quả từ những cái phương pháp lai cũng như những cái định hướng của chuyên gia về cái giống gà lương phượng trong thời gian tới. Tuy nhiên là với cái sự nỗ lực của chuyên gia cùng với sự đồng hành của chương trình khởi nghiệp thì tin chắc rằng các nông hộ này sẽ có được cái kết quả tốt trong thời gian tới. Và chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo của chương trình sau một ít phút giải lao. Vâng, trên màn lúc này là biểu tượng bông sen bạc, là giải thưởng mà ekip của chương trình khởi nghiệp VTC16 và chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đạt được trong thời gian vừa qua. Giải thưởng đã ghi nhận sự nỗ lực của ekip khởi nghiệp và chuyên gia Vũ Ngọc Sơn trong việc hồi sinh giống gà nhiều ngón, một giống gà đặc sản của vùng đất Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số hình ảnh đặc sắc từ bộ phim này. Một giống gà thuần bản địa với đôi chân kỳ dị. Một giống gà gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Dao ở Phú Thọ. Cũng là giống gà tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết hùng vương kén rể, mà mỗi người dân Việt Nam đều thuộc nằm lòng từ thuở thiếu thời. Được sinh ra giữa núi rừng Xuân Sơn Điệp Trùng. Thế nhưng, sự biến đổi của thời tiết khí hậu cùng với việc thiếu quản lý chăm sóc của người dân địa phương, gà nhiều cựa giờ chỉ còn hơn chục ngàn cá thể, nằm tản mát ở khắp huyện Tân Sơn và vùng núi Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chúng cũng không còn giữ được những đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống. Trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng về nguồn gen giống vật nuôi đặc hữu của Việt Nam, các nhà khoa học đầu ngành đã cùng với kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16 và người dân địa phương quyết tâm hồi sinh giống gà quý hiếm để phục vụ nghiên cứu khoa học, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào các dân tộc ở tỉnh Phú Thọ, nơi phát tích giống gà trong truyền thuyết. Thực sự là khi xem lại những trích đoạn vừa rồi thì tôi cảm thấy khá là tự hào vì chúng ta đã góp một phần nhỏ vào cái việc hồi sinh một cái giống gà quý của vùng đất Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ. Vâng, thưa chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, trong cái thời gian vừa rồi chuyên gia và anh Nguyễn Văn Đức đã có những cái bước nghiên cứu mới như thế nào? Sau 4 thế hệ thì nhân thuần chọn lọc thì đến hôm nay anh Đức đã có một cái tài sản khoảng 220 con gà mái cộng với lại 40 con gà trống chất lượng tốt, và cái độ thuần của đàn giống này hiện nay chúng tôi tổng kết là nó được khoảng 75% cái độ tinh khiết của gà nhiều ngón rồi. Có nghĩa là cứ 100 con gà con sinh ra thì chúng tôi chọn được 75 con gà con có đủ 6 ngón trở lên. Thế còn nếu như tính cả những ngon mà có con mà có 4 ngón hoặc có 5 ngón thì số ngón là nhiều ngón là được từ 80% trở lên. Đó là một cái thành công rất là lớn. Vâng, định hướng của chuyên gia trong cái việc phát triển cái giống gà nhiều ngón này trong thời gian tới như thế nào ạ? Cái công việc đầu tiên đó là chúng tôi phải tiếp tục nhân thuần để làm sao cái quy mô đàn của bố mẹ của gà nhiều ngón này của anh Đức nó có thể ổn định ở cái mức độ từ 800 cho đến 1.000 con. Đó là cái đầu tiên phải làm. Cho nên từ 200 con bây giờ lên 800, 1.000 con thì không còn lâu nữa. Thì sang năm là sang năm này, năm sang năm nữa thì tôi sẽ làm được. Chứ còn trước đây để mà từ vài cá thể mà để 200 con thì chúng tôi phải mất 3 năm. Nhưng bây giờ từ 200 con mà để chỉ lên đến 1.000 con thì chỉ mất 1 năm thôi. Nhưng bây giờ để tạo ra những con nào là da chân vàng, những con nào là da chân trắng, những con nào là bộ lông của nó là bộ lông trắng hoặc là bộ lông hoa mơ hoặc là bộ lông đỏ mận thì phải tiếp tục chọn. Cuối cùng đó tức là gà nhiều ngón nó phải thành cái sản phẩm ô cốp của Phú Thọ. Thì đấy là cái mong đợi và cũng là cái ước muốn của chúng tôi. Nhưng mà nó cũng còn tùy thuộc vào cái sự quyết tâm của gia đình. Chứ còn về khả năng cũng như là cái kiến thức thì tôi hoàn toàn có thể làm được cái việc này.
Vâng, sẽ còn rất là nhiều những cái công việc phải làm và còn rất là nhiều những cái khó khăn đang chờ chúng ta ở phía trước, bởi vì cái giống gà nhiều ngón này được biết là sẽ có cái bộ gen, cái trình tự gen vô cùng phức tạp. Và đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết, và một lần nữa thay mặt ekip thực hiện chương trình khởi nghiệp xin gửi đến lời cảm ơn sâu sắc đến chuyên gia Vũ Ngọc Sơn với những đóng góp của ông trong cái sự nghiệp phát triển của nền chăn nuôi Việt Nam, và xin được chúc ông dồi dào sức khỏe và tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân trong thời gian tới ạ. Vâng, xin cảm ơn bà con.